sau khoảng một thời gian là một tiếng, là 30 phút, một tiếng dưới đấy, thì là đã quay xong con lợn này rồi các bạn. Đây, vàng ươm luôn đây. Mình sẽ là quay một vòng khắp con lợn hết cho các bạn xem nhé. Đây. Đấy, quá đẹp luôn. Móng lộn đấy. Móng lộn vàng ươm đây. Mình sẽ quay là ngược một cái từ trên đầu xuống. Các bạn có thấy không? Đấy, da bóng lộn nhá. Nó rất giòn luôn. Đây, mình sẽ gó gó cho các bạn xem nhá. Đấy. Đấy, các bạn có nghe tiếng không ạ? Cực kỳ giòn nhá. Cực kỳ giòn, chỗ nào cũng giòn đấy. Đấy, ba chỉ rất ngon luôn đấy. Giòn luôn nhá. Đấy. Đấy. Đây, 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 các bạn này. Đấy. Khắp con giòn hết nhá, chỗ nào cũng giòn nhá. Đấy. Chào mừng các bạn đã đến với huyện Lộc Bình. Hôm nay thì mình đang có mặt tại một nhà anh là tàu hàng đang quay lợn. Quay lợn để đi bán, chuyên quay lợn đi bán. Nhưng hôm nay là con lợn này quay mình là quay về để cho là đám khao tổ thôi. Thì là con hơi bé. Đây chị quay nha, đây anh ấy là có một chiếc lò quay đây. Để nó giữ nhiệt đây. Do mình xuống hơi muộn một chút nên là không quay được cái cảnh là cho lá măng mật các kiểu vào các bạn. Mình chỉ quay xuống đến thì thấy cho lên lò rồi, nên mình đang quay thôi. Đang quay là chuẩn bị để lúc nữa lấy màu đấy nhỉ. Lấy màu chưa nhỉ anh nhỉ? Hay là lúc nữa mới lấy? Lúc nữa. Có một số người lấy, bây giờ người ta lại lấy màu sống luôn nhỉ. Mà không quay anh đi nhá. Ừ.
lấy xi măng. Lấy đi, lấy cứ lấy xuống đi để nó chát dần luôn. Xong là lấy hai cái bóng điện với dây điện nữa. Bóng tròn, bóng để chát thôi. Cái lồng có nổi cho em không phải không? Ừ. Không có bóng trắng cũng được. Xia lấy bốn bốn lấy cả đuôi cả bóng luôn, ba bốn cái này luôn. Chứ lấy khoảng mỗi ấy 5 mét là được. Mỗi đấy bóng 5 mét đâu, lấy hai thôi nhá, lấy bốn cái bóng xuống hai đuôi. Thế nhá. Đây đây là đang là lấy màu đấy các bạn. Đây, chỉ có nước mật ong hoặc mật ong sắn này. Rồi, giờ lại buộc cái chân này. Em buộc cái chân này để làm gì anh? Buộc để giữ cái chân nó không bật ra. À, giữ chân bật không bật ra. Sao nha anh ạ? À? Sau khi lấy màu xong rồi mình lại tiếp tục cho lên bếp đây. Do con lợn này bé quá nên là chọc cây quay sang ấy, là giúp giúp cả đuôi đấy, không phải là con này không phải quay về bán mà quay là về để làm cái đám khao tổ thôi. Đây, bắt đầu là lên màu một chút rồi các bạn ạ. Đây đây là dụng cụ để là làm cho con lợn. Đây là cái cây là để bôi mỡ cho nó bóng, một chút nữa sẽ bôi. Còn anh đấy đang châm cây chọc kim, kim chọc vào đấy để chống bị da bị nổ, chống bị nổ, chống bị toác đấy. Bây giờ bắt đầu bôi mới.
do anh đấy chuyên nghiệp quay rồi nên là có dụng cụ sẵn hết, anh không phải đi tìm cái gì hết nữa. Là quay được khoảng tầm 15 phút rồi, lúc từ lúc lấy màu ấy à, tầm 15 phút rồi, giờ da bắt đầu vàng vàng lên rồi đấy. Đấy, đây vẫn phải liên tục châm để nó khỏi nổ. Bên kia đây có một đàn gà lại đang ăn cơm này. Đây này lại bắt đầu thêm than vào dần dần đấy, để chuẩn bị ép màu nó lên nhanh. Kỹ thuật quay lợn quay của Lạng Sơn là lúc lấy màu phải biết kiểu lấy. Lúc bắt đầu chuẩn bị lên màu như thế này thì phải cần ép lửa cho nó thật nóng vào cho da nó được giòn. Đây là những chiếc khay cho vào để đỡ được các mớ thừa giọt xuống ở phần đầu và phần chân. Đây là phần đầu và phần chân. Bắt đầu ra lợn căng căng nha thì các bạn phải cắt dây buộc chân đi, không một lúc nó căng quá nó nứt hết đi. Cắt
hết đỉa hay là mỗi cắt hai cái kia đây anh? Chân đằng sau không cần cắt à? Đang trong tầm hiện tại này thì là quay được tầm 40 phút rồi các bạn ạ. Đây, tầm 40 phút là bắt đầu vàng óng lên rồi đấy. Bóng lộn chưa? Nhìn đẹp mắt thật đấy. Nhìn là thấy biết là da giòn rồi đây, bóng lộn nhá. Nóng thiệt, nóng. Đứng ở trên cao thế này mà sợ dơ dơ tay qua trên mà còn thấy rất là nóng. Chị như này là tầm bao nhiêu lâu nữa thì được chín nhỉ anh? Tầm khoảng nửa tiếng thôi. À, tầm nửa tiếng nữa. Tiếng đó. À, gần tiếng nữa. Đây là con này quay vào tầm tiếng dưới này nhỉ? Ừ. Con to là quay đến 2-3 tiếng đấy nhỉ? 2 tiếng hơn. À, 2 tiếng hơn. Tầm mùa đông quay lâu hơn. Mùa đông quay lâu hơn. Mùa đông có kiểu là nó lạnh hơn đấy nhỉ? Ừ. Không khí nó lạnh hơn. Nhiệt nó không nóng bằng. Vậy là sau khoảng thời gian một tiếng thì đấy, con lợn quay bắt đầu vàng hết mọi chỗ ấy, lên màu hết mọi chỗ rồi. Và đây là quay được một tiếng rồi các bạn ạ. Giờ thì máy, thời buổi bây giờ là dùng máy quay đây. Thì đỡ nóng và đỡ vất vả nhiều, mà còn tranh thủ đi làm được rất nhiều việc. Và đây vàng rồi, một lúc chắc tầm nửa tiếng, 20 phút nửa tiếng là lấy ra rồi. Cái da bụng đây bắt đầu ngon ngót vào rồi đấy. Thì là bắt đầu chuẩn bị chín rồi đấy. Cái dạ cổ thì bắt đầu căng ra. Phần cổ ấy, chỗ chọc tiết ấy, căng ra thì là khi nào căng hết tầm đi thì là chín đấy. Thấy vàng hết đoạn kia hết sạch đấy. Sau khoảng một thời gian là một tiếng là 30 phút, một tiếng dưới đấy thì là đã quay xong con lợn này rồi các bạn. Đây, vàng ươm luôn đây. Mình sẽ là quay một vòng khắp con lợn
hết cho các bạn xem nhé. Đây, đấy, quá đẹp luôn. Móng lộn đấy, móng lộn vàng ươm đây. Sẽ quay là ngược một cái từ trên đầu xuống. Các bạn có thấy không? Đấy, da bóng lộn nhá. Nó rất giòn luôn. Đây, mình sẽ có gó cho các bạn xem nhé. Đấy, các bạn có nghe tiếng không đấy? Cực kỳ giòn nhá. Cực kỳ giòn, chỗ nào cũng giòn đấy. Đấy, ba chỉ rất ngon luôn đấy. Giòn luôn nhá. Đấy, đấy. Này, đây 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 các bạn này. Đấy, khắp con giòn hết nhá, chỗ nào cũng giòn nhá. Đấy, rồi. À, lấy ô tô xuống lấy à? Ờ, thế thì đỡ phải ấy nhờ, đỡ phải lấy xe đi. Bại ra muốn khô. Nhưng mà chút chả biết là dùng được bao nhiêu miếng đâu. Đấy giờ... Anh đây em. Ừ. Giờ là hai em này bắt đầu đến lấy lợn đấy các bạn. Đấy nhá, hai anh em này. Hai anh em nhà mình chưa ai có người yêu, chưa ai vợ con đi đâu nhá. Đấy, hôm nào cố gắng đây làm một con như thế này đi hỏi vợ đây. Giờ bắt đầu chuẩn bị rút cây ra đấy. Hôm nay mình quay con lợn này để đi hỏi vợ cho mình. Ôi tao còn hỏi vợ mãi đi, tao lấy vợ hai á, tao lấy vợ ba. Cho lên xe rồi quay một cái lên trên xe nó mới được vớ. Ừ. Cụt mất một chân nhỉ. Nhà da chân giòn cực kỳ luôn. Hôm nay cháu nghỉ cô. Cái gì cũng giòn. Dạ. Cháu thúc tắc rồi, sắp chết đói đến nơi à? Làm... Dạ. Đói thế nào được à? Dạ, cháu lúc làm phát được hay không? Cháu ra cửa là nhìn thấy cháu rồi. Nên chưa nhất á. Cháu làm lúc phát được phát không? Vợ đẻ em bé chưa ạ? Vợ em đẻ rồi chị. Con trai con gái à? Con gái rồi ạ. Đầu lòng là con rồi. Khiêng lên đây, Quy. Bộ khiêng lên đây. Ôi. Con nó của bố lợn. Vâng. Ừ, cũng vui. Vâng. Bẩn lắm không cần lấy đâu. Chính là không sống rồi thôi. Vâng. Lấy chỉ cũng một lần thôi mà. Cũng bảo là về đi. Đi cùng nhau đi. Đẹp đấy, đấy, vàng ươm luôn nhá. Con này mà lấy đi hỏi vợ thì đẹp biết mấy. Đấy, vàng ươm luôn đây. Giờ bắt đầu là lấy đi đấy, đi đến chỗ mình làm lế đấy các bạn ơi. Tại vì đâu em sợ cái dưới sàn của em bẩn đâm ra em mới khênh khênh cơ mà. Đó, em mới lau lau qua qua nhá. Sạch chưa? Cái sợ cái ghế sập xuống không? Cái này á.
Ừ. Để viện chút nữa, ở đây hơi dữ dữ hai bên này. À thế trên đỉnh dốc đợi tao mới vừa tao về lấy xe về cho vợ phát ra cho nó lấy đi chứ chợ. Ờ được rồi. Ừ, đợi trên đấy nhá. Bây giờ bắt đầu lấy lợn ra đây các bạn. Cho vào cái có lấy lợn cúng luôn chưa bà? Lợn quay này. À chưa lấy à? À đây là cây bắc long đình hôm qua đấy, đêm qua làm dở đấy bà. Đấy đây. Vâng, giờ mình đi xem quay lợn về một lúc đấy là các bà đã làm xong rồi đấy. Rất đẹp luôn. Đấy là một lúc còn có cái ô ở trên nữa bạn. Theo như mình được biết ấy, còn có cái ô ở trên đỉnh nữa. Một lúc sẽ có cái ô cắm ở trên đây, một ô bằng hoa. À vâng. Ờ vâng, cháu giống mẹ mà bạn. Giỏi hơn không? Cháu là nhà có hai anh em. Hai anh em gái hay trai? À ba anh em, ba hai em trai. Một một em gái. Vâng. Lấy chồng em gái cũng lấy chồng rồi hết rồi, nhà ai cũng lấy vợ, người lấy vợ, người lấy chồng hết rồi. À thế bà là cũng mua bánh tẻ nhà mẹ cháu à? À thế bà là ở đâu à? Nhà bà. À bà ở Bản Quang đấy vớ. À thế không biết. Mẹ ai? À không biết đâu. Thế à? À cháu không biết. À, thế bà ở Bản Quang đấy, cháu tưởng bà ở đâu đấy. Đây, bà đang chuẩn gấp ô đấy. Một lúc còn có cái ô trên kia nữa chứ nhờ bà nhỉ? Còn có cái ô trên đỉnh kia nữa nhỉ? Ừ, cây hoa nhỉ? Cây hoa gọi là cây ô, mình không biết mình gọi là cây ô. Giờ là bắt đầu chặt đấy. Còn kia là cái đầu cái thủ ấy, một lúc lấy để lên cúng ấy. Ra giòn luôn. Bắt này chứ vào là khỉn búc. Đó cho lên phê nhá. Không thấy mặt anh đâu, yên tâm đi. Thế quay con lợn đây. Quay hẳn luôn mà đang mặc áo mưa chặt lợn quay. Đội mũ bảo hiểm lên. Đội mũ bảo hiểm chặt lợn quay phải không? Đội mũ bảo hiểm. Cái nào tao đội cho hả? Da rất giòn. Đội mũ bảo hiểm đó. Quay anh thắng lên cái anh thắng còn lấy được vợ nhỉ? Không phải con này là bé quá, chọc cái cây kia nó đứt cái đuôi đi. Nó mắc mắc ở đấy, quay một tí là nó rụng đi. Đang nóng hổi. Anh mua.
con vứt một cái luôn này, quay đằng sau một cái luôn. Một cái bóng ạ, cái bóng này cũng ba điểm ạ. Ông Hoan lên, tới đâu chó sẽ ngay. Có. Đây. Đây là chọn chọn chọn. Nó chạy rồi. Tở tao ăn được bữa ăn là không có chạy. Giờ này ăn một bữa ăn miếng, được không mình xong rồi. Phải. Mà phải quay mình phải lấy cả đụng đụng ra đây đúng quay cái chèn quay đúng ra vào kia không cái chèn bán này à, xong cái này tiền băng gà luôn nhé. Cái đâu đây, quay chín hết luôn rồi nhá đây. Ôi dồi, vẫn còn có chân nhảy à? Bỏ luôn nồi canh luôn, xương cho nồi canh luôn. Ơi mấy anh còn bảo anh làm cả mũ bảo hiểm với đội nữa này.